giải nhất của ban tổ chức chúng tôi là 35 triệu đồng. Rồi, vòng quay. Bên phía chúng tôi xin chân thủ thi đấu xếp chân thứ hai tuyển Hà Nội, chắc là có mấy cái máy cày gặp tuyển Thái Nguyên trong cài điều hình chính âm đàn thân phải. Trong cài hai Đỗ Anh Tuấn. Bên phía tay trái trong cài là tuyển Hà Nội. Bên phía tay phải trọng tài là tuyển Hà Nội. Bên phía trái trọng tài chính là tuyển Thái Nguyên. Hai đội chuẩn bị. Không. Dạo này có trông quán hát không? Đấy, thì mình làm ra để cho một tệ lại ra. Một mẹ mình làm ra để mình trông cho nó béo. Bây giờ có quỷ nữa không? Không, anh trông. Quỷ không phải trông. Đã có thằng mẹ trên đấy rồi. Chuyền hai, Viên Thị Nguyễn Nhi phát bóng. Không. Đại gia Thanh. Ra gì? Chết. Cái một này hai đội này hay hơn hai đội trước nhiều. Yếu lắm. Vào lên, xông vào lên. Cắm rồi. Thôi. Thái Nguyên chặn bóng tốt. Như vậy là điểm số đầu tiên của set đấu đã thuộc về tuyển Thái Nguyên. 1-0. Mỗi bên chuẩn bị chậm. Nếu mà khó sẽ là con trai mà không bạn là con gái. Hai trai bốn nữ anh ạ. Rất tuyệt vời, một pha chuyển hay rất hay, một pha đánh cũng tuyệt vời. Đổi điểm cho tuyển Hà Nội. Bên này nó khỏe hơn nó chắc. Một. Bây giờ là hai trai ba bốn cái. Vừa rồi là chúng ta đã thực hiện pha triển khai đánh rất hay ở vị trí số 3. Bắt con. Hà Nội phòng thủ rất hay và cố gắng. Bắt con hay quá. Hơn nhiều. Rất hay, một pha tập bóng tấn công biên ở vị trí số rất hay của chủ tâm số 9 bên tuyển Thái Nguyên. Đẩy điểm cho Thái Nguyên. 2-1. Thái Nguyên phát bóng. Hà Nội đánh bóng không qua lưới. Điểm số cho Thái Nguyên 3-1. Hà Nội đập bóng ra ngoài sân. Tiếp tục. Điểm số cho Thái Nguyên 4-1. Tuyển Hà Nội xin hội ý kỹ thuật lần thứ nhất trong set đấu đầu tiên. Sau khi Thái Nguyên gia tăng lên 4-1 thì huấn luyện viên bên phía Hà Nội đã xin hội ý. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo tới các cầu thủ. Hà Nội lại đánh bóng lỗi. Điểm cho Thái Nguyên 6-1. Anh em trong ban tổ chức bóng thuyền tài trợ cho pha tấn công ăn điểm trực tiếp trong vạch 3m 1 triệu đồng. Gia đình anh Trương Văn Khánh cũng tài trợ 200.000 cho pha tấn công ăn điểm trực tiếp trong vạch 3m, tổng là 1.200.000 đồng. Vận động viên nào tấn công ăn điểm trực tiếp trong vạch 3m. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm cho Thái Nguyên. Hà Nội cố lên. Hà Nội đó điểm tin yêu hy vọng cố lên. 7-1. Một pha bóng
Uy Lực, tuyển Thái Nguyên ở vị trí số 2 và Cát Trắng Hà Nội ra ngoài. Tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 8-1. Rất mộc mạc. Chưa qua. Một pha đánh bóng không cao đến của tuyển Thái Nguyên. Như vậy là tuyển Hà Nội đã cắt được chuỗi liên tiếp của Thái Nguyên, đổi điểm cho Hà Nội 2-8. Hà Nội xin thay người, số 2 ra sân, số 5 vào sân. 3 tổ chức chúng tôi xin chân thông báo, sau khi trận đấu này kết thúc, chúng ta sẽ nghỉ giải lao ăn cơm trưa. Đầu giờ chiều 1 giờ chúng ta bắt đầu đánh trận bán kết. Sau khi kết thúc trận đấu này, tất cả các đội bóng sẽ nghỉ ăn cơm trưa cùng lễ hội. Đúng 1 giờ chiều chúng ta sẽ bước vào đánh trận đầu tiên bán kết 1. Thái Nguyên đập bóng tốt, đổi điểm cho Thái Nguyên 9-2. Thái Nguyên đập bóng không qua lưới, đổi điểm cho tuyển Hà Nội 3-9. Một pha nhảy đập bóng rất hay của cầu thủ Thái Nguyên, đập nhảy sau vạch 3m ăn điểm trực tiếp, đổi điểm cho Thái Nguyên 10-3. Các cầu thủ Hà Nội hết sức bình tĩnh, cố gắng lên. Một pha phòng thủ không thành công của tuyển Thái Nguyên, đổi điểm cho Hà Nội 4-10. Một pha đập bóng rất uy lực bên phía chủ công Hà Nội, một pha xoay của tay đánh dọc biên, điểm cho tuyển Hà Nội 5-10. Hà Nội phát bóng, đấy là chưa qua lưới gì phải. Hà Nội đánh bóng tốt, điểm bóng cho Hà Nội 6-10. Ban tổ chức xin thông báo nhà tài trợ của giải nhất bóng chuyền Tô Đông Yên năm 2024: 1. Công ty Đồng Giò Phú Cường 2 triệu đồng, 2. Cửa hàng áo dài Tích Phương 500.000 đồng, 3. Gia đình anh Hà Thê 500.000 đồng, 4. Gia đình anh Hiền Thi 200.000 đồng, 5. Gia đình anh Huế Đại 500.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức xin kính chúc gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Một pha đập bóng rất uy lực, Hà Nội phòng thủ rất hay. Rất đáng tiếc Hà Nội đánh bóng ra ngoài sân. Vâng, ban tổ chức chúng tôi vừa nhận được cú điện thoại của công ty ống gió Phú Cường tài trợ cho giải hoa khôi 1 triệu đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn công ty ống gió Phú Cường, chúc công ty và gia đình làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Công ty ống gió Phú Cường tài trợ cho giải hoa khôi 1 triệu đồng. Hà Nội đặt bóng tốt, bóng rơi tự do trong sân, điểm cho Hà Nội 7-11. Vâng, ban tổ chức tôi rất mong chờ các khán giả hâm mộ là fan của giới nữ mà chúng ta chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3 nữa. Các khán giả có tài trợ cho giải hoa khôi xin gửi về cho ban tổ chức hoặc theo số điện thoại 0977 687 086.
đánh bóng ra ngoài sân. Tiếp tục điểm cho tuyển Hà Nội 8-11. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Tiếp tục điểm cho Hà Nội 9-11. Bên này nãy trục chặt tí đầu. Sáng rồi. Hey. Một pha bỏ rất hay của trường 2 Vi Thị Yến Nhi. Yến Nhi chính là truyền hai trẻ của tuyển Việt Nam 2 tham dự VTV Cup năm 2023 tại Lào Cai. Tuyển Thái Nguyên xin thay người, số 9 ra sân, số 5 vào sân. Bên này lắm thảo đấy, la thảo. Ui giời ơi, phải trượt tay. Phải trượt tay. Hà Nội tập tổng kết đủ điểm cho đội VTV hết cả cho bằng pháo tay 8-1 rồi vẫn đều. Hà Nội khát bóng. Bên kia lại tâm lý rồi, cắt rồi. Mất tâm lý cái là nó lại nguy hiểm. Quan Hiếu Quanh hay quá. Một bóng cao của thủ Thái Nguyên chân bóng ra ngoài. Điểm bóng cho Hà Nội 12-11. Hà Nội đập bóng qua lưới. Tiếp tục điểm bóng của Thái Nguyên 13-12. Lại chạy điều chỉnh. Đội tuyển Hà Nội đập bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm bóng cho đội tuyển Thái Nguyên 14-12. Đẹp quá mà đây. Đội tuyển Thái Nguyên bóng ra ngoài rồi. Đội điểm cho Hà Nội 13-14. Lại đều. Anh thủ chúng tôi vừa nhận được cú điện thoại của gia đình anh Thắng Ông, vẫn là vượng người Thắng Ông, tài trợ cho giải nhất 1 triệu đồng. Gia đình anh Thắng Ông, vượng người Thắng Ông. Thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời chúc tới gia đình anh Thắng Ông năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc. Anh qua đây đi vào. Giải nhất của ban tổ chức chúng tôi là 35 triệu đồng. Rồi, vòng quay. Đội ta xử lý điều được quá thông minh. Mở hiệp cho tôi 15-14. Con đi nhanh, con số người nhanh. Từ đầu kia nó phi ra được. Hà Nội phát bóng 15-14. Ôi kìa.
Một pha chạm bóng rất hay cho phía tuyển Hà Nội. Điểm cho tuyển Hà Nội 16-14. Một pha đặt bóng ra ngoài sân bên phía tuyển Thái Nguyên. Thái Nguyên xin thay người, số 5 ra sân, số 9 vào sân. 15-16. Vâng, một pha đánh không hay nhưng mà là rất may mắn của số 10 bên phía tuyển Hà Nội. Điểm cho Hà Nội 17-15. Giật tay nhưng mà quả đấy mà chủ thì cũng cắm giữa sân rồi, loạt hai người. Một pha chặt tay tuyệt vời của tuyển Hà Nội. Tiếp tục điểm số cho Hà Nội. Vẫn là số 10 của tuyển Hà Nội, chặn bóng thành công. Điểm cho Hà Nội 19-15. Tuyển Thái Nguyên xin hội kỹ thuật lập thứ nhất, set đầu tiên. Đập bóng trong sân, mở điểm cho tuyển Thái Nguyên. Mười sáu, 19. Rất tuyệt vời, vẫn là số 10 bên phía Hà Nội. Một pha chuyển vai đánh nhanh ở vị trí số 3, rất tuyệt vời. Số 10 là của bên tuyển Hà Nội có anh Nguyễn Mạnh Quân. Nguyễn Mạnh Quân, một người yêu mến môn bóng chuyền của địa phương, có thưởng một bông hoa nho nhỏ, mang lại một mùa xuân lớn. Chúc mừng anh. Vẫn là số 10. Số 10 quá được nhiều người yêu mến. Thái ơi, giải vui là anh em nào có quà thì cứ giữ một chút nhé anh nhé. Số 10 tuyển Hà Nội phát bóng, 20-16. Thái Nguyên đối với bàn không tốt, tiếp tục điểm cho tuyển Hà Nội 21-16. Các em Thái Nguyên cố lên. Thế biệt chỉ là đắt điểm thôi, không có gì là không thể cả. Một pha triển khai đánh rất hay ở vị trí số 2. Đất tuyển Hà Nội. Tuyển cho tuyển Hà Nội vẫn là số 18, rất xinh đẹp và duyên dáng. Số 18 đất tuyển Hội cũng là ứng viên hạng hơi của giải bóng chuyền cho biết năm nay. Số 18 của Hà Nội cũng là ứng viên. Hát còn quá hay. Quá tuyệt vời, Hà Nội đã hay thì Thái Nguyên lại còn hay hơn. Đẩy điểm cho tuyển Thái Nguyên 17-22. Phòng thủ tốt. Vẫn còn. Một pha không hiểu như nhau. Vâng, vẫn là số 18 đánh bóng ở vị trí số 2. Rất tuyệt vời. Trình ghi điểm liên tục cho tuyển Hà Nội. Điểm cho tuyển Hà Nội 23-17.
một pha ngã góc một thấp tốc của Libero bên phía tuyển Thái Nguyên, điểm cho tuyển Hà Nội 24-17. Tâm lý rồi. Trước về cao hơn nữa. Ôi à, con không được rồi. Đổi điểm cho tuyển Thái Nguyên 18-24. Hà Nội xin thay người, số 7 ra sân, số 20 vào sân. Số 20 vào sân của Thái Nguyên cũng là một ứng viên hoa khôi của ban tổ chức trung ương đưa ra. Hay quá. Rồi, một pha bỏ từ ngay từ bước đầu tiên của chuyền hai Duy Thế Nhi. Kết thúc sân đấu đầu tiên, tuyển Hà Nội thắng tuyển Thái Nguyên 25-18. Vi Thị Nhi số 9, tuyển Hà Nội. Các khán giả bầu bình chọn ứng viên hoa khôi của giải bóng chuyền tuyển viên gửi qua số điện thoại 0977-687-086. Set 2 bắt đầu, tuyển Thái Nguyên giao bóng 0-0. Thái Nguyên với Hà Nội đội nào đây? Vẫn có. Rất hay, một pha bóng giằng co của hai đội. Vẫn còn có tuyệt vời. Lật bóng trong sân rồi. Điểm số đầu tiên của set 2 thuộc về tuyển Hà Nội. Vẫn xem được. tiến này. Khán giả lùi ra một chút để cho các cầu thủ phát bóng ạ. 1-0 cho Hà Nội. Nó va vào cái này nó bị ấy. Hoàn ơi. Hoàn. Nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của tuyển Thái Nguyên. Vâng. Vẫn là chủ cấp Phương Linh, số 18 tuyển Hà Nội, đặt bóng rất hay. Điểm cho tuyển Hà Nội 2-0. Hà Nội đập bóng chặt chắn Thái Nguyên ra ngoài. Tiếp tục điểm số thứ 3 thuộc về Hà Nội. 3-0. Bên này chắn kém quá. Chắn kém là lúc 1 kém. Không làm gì được. Thái Nguyên ơi, cố lên. Đấy, chắn đi. Vâng, bóng rơi tự do trong sân tuyển Hà Nội. Điểm số đầu tiên thuộc về tuyển Thái Nguyên. 1-3. Pha bỏ nhỏ rất hay của số 1 bên tuyển Hà Nội. Đổi điểm cho Hà Nội. Cao mẹ anh nhanh hơn. 4-1. Nhanh hơn. Phạt xa là nhanh hơn. Nếu một cao không nhanh thì chúng biết đấy. Nhanh thế. Nhanh cao đấy, cao đấy nhanh hơn. Nhìn mẹ có bố. Một pha đặt bóng rất uy lực nhưng mà tuyển Hà Nội trận bóng rất hay. Điểm số cho tuyển Hà Nội 5-1. Vâng, một nỗ lực phòng thủ nhưng mà không thành công bên tuyển Thái Nguyên. Điểm số cho tuyển Hà Nội 6-1. Tâm lý quan trọng lắm, tâm lý thoải mái nên phát bóng không qua lưới bên tuyển Hà Nội rất đáng tiếc. Đổi điểm cho tuyển Thái Nguyên
26. Đang nghe. Hay quá. Đánh bóng ngược từ bước 1 rất hay, số 3 bên tuyển Thái Nguyên. Tiếp tục điểm số cho tuyển Thái Nguyên. 3-6. Rất đáng tiếc. Phát bóng ra ngoài sân. Đổi điểm cho tuyển Hà Nội. 7-3. Các cầu thủ Thái Nguyên cố lên. Chắc chiêu từ điểm 1. Tuyển Thái Nguyên lỗi dạng. Tiếp tục điểm cho tuyển Hà Nội. 8-3. Trận bóng rất hay. Vẫn còn. Rồi, không được rồi. Điểm số tiếp tục là tuyển Hà Nội. Thái Nguyên xin hội kỹ thuật. Tổng giải hoa khôi của giải câu chuyện thiếu niên năm nay là 2 triệu đồng ạ. Chắn bóng ra ngoài sân. Đổi điểm cho tuyển Thái Nguyên. 4-9. Quá thông minh, một con pha bỏ nhỏ rất thông minh của chuyền hai Vi Thị Uyên bên tuyển Hà Nội. Bảo là nhỏ tí cứ tiến đổi điểm cho tuyển Hà Nội. Anh đứng ra bên này. 10-4. Rồi ok, cảm ơn anh. Bởi vì nó va vào cần. Hà Nội phòng thủ rất tốt. Quá hay, một pha triển khai đánh nhanh ở vị trí 3 của bên tuyển Hà Nội. Tiếp tục điểm cho tuyển Hà Nội. 11-4. Hà Nội trận bóng ra ngoài, đổi điểm cho tuyển Thái Nguyên. 5-11. Thái Nguyên phát bóng. Đập bóng rớt. Điểm bóng Thái Nguyên 6-11. Vẫn còn, quá hay. Hà Nội đập bóng tốt. Đổi điểm cho Hà Nội. 12-6. Tập trung vào tiền nào.
Thái Nguyên đập bóng ra ngoài sân, điểm cho Hà Nội 14-13. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo anh Hoạt ở Đông Xá ở đâu về nhà anh Nguyễn Hữu Cường ngay ạ. Anh Hoạt ở thôn Đông Xá ở đâu về nhà anh Nguyễn Hữu Cường ngay ạ. Hà Nội giao bóng 14-6. Một pha đánh bóng rất hay của cầu thủ số 3 bên Thái Nguyên. Hà Nội phòng thủ không thành công, đổi điểm cho tuyển Thái Nguyên. Bảy mười bốn. Thái Nguyên phát bóng ra ngoài sân rồi, rất đáng tiếc. Cố gắng chắc chiêu tuyển điểm một, đổi điểm cho tuyển Hà Nội 15-7. Thái Nguyên đánh bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 8-15. Chết. Ôi giời ơi. Hà Nội đập bóng tốt, điểm bóng Hà Nội 16-8. Chết. Đội tuyển Thái Nguyên đập bóng tốt, đổi điểm Thái Nguyên 10-16. 9 giữa 9 cho cháu. Đấy thì ai đỡ được. Bật tay. Quánh quá thông minh. Tôi hiểu Thái Nguyên đánh bóng quá thông minh. Tiếp tục điểm Thái Nguyên 10-16. À đâu nhỉ? Thế đéo ngủ để đi quên không gọi để đi cùng. Đội tuyển hội xin hội ý kỹ thuật 30 giây. Điểm bóng Thái Nguyên 12-16. Luôn hòa đi để làm xét nữa. Hà Nội tập bóng tiếp, đổi điểm Hà Nội 16-12. Mười số người 12. Hà Nội phát bóng. Thằng này bình luận hay đấy anh. Qua Hà Nội đập bóng tốt, tiếp tục chuyển bóng Hà Nội 18-12. Cao đây thì thế. Hà Nội đập bóng tốt, tiếp tục điểm bóng Hà Nội 19-12. Alo, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo gia đình ông Ngô Bá Vĩ tài trợ cho giải nhất 200.000 đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời chúc tới ông cùng gia đình năm mới vạn khỏe vạn sự như ý. Thái Nguyên đập bóng tốt, đổi điểm Thái Nguyên 13-19.
Chết. Bóng quái, đội tuyển đội là bóng quái. Đội hiểm điểm đội tuyển Hà Lan. 20, 20, 60, quá xinh đẹp và duyên dáng luôn. Hà Nội. Thái Nguyên xin phép hồi kỹ thuật 30 giây. Công ty Tuân Tường rất nhiều phần quà động viên các cầu thủ đánh hay. Thì các cầu thủ có những cầu đến bóng đẹp mắt. Các em cố gắng lên cống hiến những pha bóng đẹp để lấy phần thưởng của những công ty Tuân Tường. Hà Nội phát bóng 20-13. Hà Nội đội bóng nước ngoài 7 điểm. Tuân Tường Thái Nguyên 14-20. Thái Nguyên phát bóng. Hà Nội đập bóng tốt, đổi điểm cho đội tuyển Hà Nội 21-14. Đập bóng không qua lưới, tiếp tục điểm bóng cho đội tuyển Hà Nội 22-14. Hà Nội phát bóng. Quái. Vẫn còn. Tất cả mình, những đội tuyển Hà Nội vẫn đón được. Hà Nội đánh bóng tốt, tiếp tục điểm bóng Hà Nội 23-14. Ê, xin lỗi, số 10 thôi. Em đã sinh được việc nhiều này. Đề nghị các đặt đúng này. Đã sinh này có duyên này, có cả năng cảnh nữa các gia đình anh Nam Phương phải nắm cho bạn biết Phương Linh. Hà Nội phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho Thái Nguyên 15-23. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo, sau khi trận đấu này kết thúc, chúng ta sẽ nghỉ trưa. 1 giờ chiều bắt đầu đánh trận bán kết đầu tiên. Điểm cho tuyển Thái Nguyên 16-23. Vẫn là số 10. Bên phía tuyển Hà Nội đánh bóng rất hay. Chiều vật. Điểm cho tuyển Hà Nội 24. 16. Tài năm chiều vật. Đây là sáng nay xuống quay nhưng mà người ta chưa phạt. Chết anh ở bên đó sao không biết nào ấy. Mình quay YouTube này. Kết thúc xếp 2 của Hà Nội thắng tuyển Thái Nguyên 25-16.